chôl chật rầm sợ bài chá. Nhóm chmua hồi mai, nhóm mà dụ xe sập phẩm bay chân nằm. Chá nhóm miên côn phẩm bay nè. Nhóm nâu tăng phí, nhóm cớt mô. Nâu tập phùm bò hình. Phùm bò nó miên nâu phèl pi rồi đã buôn cửa xa. Nhưng nhóm sợ bài tăng ạc nè, về sổ tăng ạc nè. Nâu phùm bò miên đầy xe. Cái đơm mà nhóm thơ mũ rô bò nhóm thơ xe. Thơ chấm ca đâm tầng năm luộc. Chá nhóm xa lanh bà tia, xa lanh phùm, xa lanh xa côm dương. Đó là lâu sắp ngày dập lâm bạ nà hơi. Trong hôn nụ mô kì vô đây nhóm ạ. À, một đó kì chôl nông khí thơ tiết thơ xung bên nông nụ chú. Đây tầm đó bạn nhóm đình thà kì vô đây nhóm bạn thà khổng hôn. Bê l kì một đất bà tiết nhóm nông miền tà hiên nó buôn làn. Bà lì vi chơn rập ạ tế. Xin lọt cân riêng cầm phương về chơ bên chơ bàng về xin lọt. Tại nhóm tàu hàm đây về chú phụ tiết chơ mình ôi chú. Vì sân lót dương ôi kích chanh. Tiếng nhóm để kỷ đất nó chè ọc. Mikro bạc. Sẽ đây ấy tưng ọc. Mà đập ra mikro nó thông. Đất chè ọc linh. Hay tăng bì ạ tạ nhiên. Màn đặc bì khó ao mình tha xăm phê rẽ chè tưng ọc. Màn miên xoal tì. Miền côn nó không cúc hơi việc bà đây dương việc mình miền nằm phở dương việc mình miền bài hộp dương mình miền đây bộ mình tôm dương mình miền côn mình rơ dương bà ta dương từng ao hay trong đờ tàu na có việc mình bàn miền nâu nghệ đinh để chạ xô rự lăng đinh để chạ xô hộp chỗ có việc mình che tự đọc có việc pha nhầm bà để nhầm chụp cụ để bà chân kỳ bấm phật. Tập cái đó lấy những nhóm cơ mô nâu chụp chung côn chào ấy nè. Vì mình miền bà tiền nâu hơi cơ mô nâu cho môi côn. Và đây cơ bắt ruột bắt ọ. Mô dập lâm bạ nâu tại anh tập nó hỏi. Nhóm mình miền tê đầy sre nó khóa tăng ọ. Miền đầy miền chính cái văn ôi côn tô thay ọ. Vì miền sẽ đầy tạ tạch đạch rồi hộp miền rồi thơ cơ miền kì. Phơi nhom về chọc cái soi em chịu phep nhom cái việc bà sọ cái phep cái việc mình sôi việc mình miên ôi hộp chẹt hay khuôn em cái việc dập làm bà cứ chơn sạch chiêm cái việc chọc côn côn cái mềm mình chẹt để sa ta việc phát hạt việc miên ôi hộp chọc chẹt chọc cho em nhom cái trong ban ơi nhom trong ban ta đây mô vinh thưa sre chấm cà phải nói.